tôi đến từ tổng đại lý. Chúng tôi đến từ Nestby AA. Chúng tôi đến từ Exchange. Chúng tôi là đại sứ MDRT. Chúng tôi là cấp quản lý ngoại hạng. Tôi là giám đốc kinh doanh. Tôi là MDRT. Tôi là COT. Tôi là TOT. Chúng tôi khác biệt về tuổi tác, quan điểm, phong cách sống, nhưng chúng tôi chẳng đắn đo. Tôi hiểu rõ mục tiêu của bản thân vì sự nghiệp đội nhóm và chính tôi. Tôn trọng sự khác biệt là điều làm chúng tôi đặc biệt. Vì đặc biệt, chúng ta trở thành những người bảo vệ cuộc sống. Là người bảo vệ, sự nhiệt thành, can đảm và tình yêu tỏa sáng trong mỗi chúng ta. Đủ nhiệt thành để sẻ chia dù bị chối từ, đủ can đảm để kiên định sự nghiệp đã chọn. Vượt qua mọi cám dỗ, tình thương yêu của chúng ta đủ lớn để không chỉ dành cho gia đình mình mà còn nhiều gia đình khác. Khác biệt kiến tạo nên thành công, nhưng đồng tâm chung sức cũng làm nên những điều kỳ diệu. AAA Việt Nam đã có hành trình 20 năm tuyệt vời như thế. Khác biệt dù có bao lớn, nhưng bạn có nhận thấy chúng ta ở lại gần nhau hơn bao giờ hết. Nghĩ khác, sống khác, thành công theo phong cách AAA. Tôi làm được, bạn cũng làm được. Khác biệt không bao giờ làm tôi lùi bước. Mỗi bước chân tiến lên đã chứa đựng nhiều trải nghiệm. Mỗi cuộc gặp gỡ có thể là một duyên may. Tôi chính là MDRT. Tự hào tôi là TOT. Tinh hoa AAA chính là tôi. Tôi biết rõ mục tiêu của bản thân vì sự nghiệp đổi đổi nhóm và chúng tôi. Nhưng mà tiên cứ tiến tới video này em bị dặn. Tôi đến từ tổng đại lý.